Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với những món ngon mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Tuy nhiên, quý vị sẽ không phải đi quá xa tới tận Điện Biên, Lai Châu hay Sơn La mà chúng ta sẽ thưởng thức những món ngon Tây Bắc ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào Hùng. Hôm nay là Mạnh Tùng đang muốn tìm hiểu một vài những món ăn Tây Bắc ngay chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Không hiểu là nhà hàng mình có những món đặc sản nào? Ở nhà mình thì sẽ có những món thắng cố, trâu nướng ống tre và cơm nam. Ba món rất ngon đúng không? Vậy chắc mình làm món thắng cố trước đi. Thắng cố là một loại canh nấu theo kiểu tập thể vào những ngày hội lớn của các dân tộc miền núi Tây Bắc. Thường thì thịt gia súc được làm sạch gồm da, thịt thủ, thịt mông, xương đầu, xương chân, lục phủ ngũ tạng động vật được chặt ra từng miếng rồi ướp với các gia vị như ma khén, thảo quả nướng rồi tán nhỏ cùng với tỏi, ớt, sau đó cho hết lên chảo lớn để đun. Mọi người ngồi xung quanh và cùng thưởng thức. Thắng cố ngày nay đã trở thành đặc sản mà bất cứ ai lên Tây Bắc đều muốn thử qua. Bên cạnh món thắng cố, chúng ta sẽ còn đến với phương pháp chế biến một món đặc sản khác của núi rừng Tây Bắc, đó chính là món trâu nướng ống. Để làm món thịt trâu nướng tre, mình phải chuẩn bị những nguyên liệu nào bạn? Đối với món trâu nướng ống thì mình sẽ chuẩn bị thứ nhất là thịt trâu, hai là những gia vị rau, có sả, ớt, tỏi. Và một gia vị rất quan trọng khác đó là mắc khén, một đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Ủa, cái này người ta gọi là mắc khén đấy hả? Loại này lạ nhỉ? Trông nó giống như là... Vâng, nó thuộc họ dầu và có mùi hương thoang thoảng, thơm và cái vị cay. Quả thực là Mạnh Tùng thấy chế biến món này khá là thú vị bởi vì chúng ta được tiếp cận với rất nhiều những loại hương liệu mà có lẽ chỉ ở vùng Tây Bắc chúng ta mới kiếm được thôi. Chúng ta đã có món thắng cố và thịt trâu nướng ống tre. Tuy nhiên, khi nói tới những đặc sản của vùng núi Tây Bắc, chúng ta không thể nào bỏ qua một món đặc sản truyền thống, đó chính là cơm lam. Bạn hướng dẫn mình một vài những cái thao tác để làm món cơm lam này. Đối với món cơm lam này thì chúng ta sẽ dùng gạo của Điện Biên và chúng ta sẽ ngâm trước từ 4 đến 8 tiếng tùy vào gạo mới hay là gạo cũ. Nếu mà gạo cũ ta sẽ ngâm lâu hơn một chút. Và sau đó ta sẽ dùng ống tre. Ta cũng cưa sạch xong rửa sạch bên trong. Và chúng ta sẽ nhồi gạo vào trong ống. Bắt hôm nay, khi nào mà mình có thể ăn được chỗ cơm lam này? Chúng ta sẽ nướng trong vòng khoảng 1 tiếng. Wow, 1 tiếng cơ à? Cũng hơi lâu nhưng mà không sao, chúng ta sẽ đợi để được thưởng thức một trong những đặc sản truyền thống nhất tại khu vực Tây Bắc, đó là cơm lam. Với những món ăn của người Tây Bắc thì cũng phải được ăn trong một không gian thích hợp. Không gian này là sự mô phỏng một ngôi nhà sàn của người Thái. Có hai không gian riêng biệt bên dưới là những bộ bàn ghế như bình thường. Còn bên trên ngôi nhà thực sự ấn tượng bởi những thiết kế mang đậm nét văn hóa của người Tây Bắc như nền gỗ, những tấm nệm bằng thổ cẩm, bếp lửa mô phỏng đặt giữa nhà, rồi mái được làm bằng đá. Tất cả tạo nên một sự nhẹ nhàng và nguyên sơ, hòa quyện với những hương vị ẩm thực Tây Bắc, tạo cho thực khách những cảm giác khác lạ. Với sự hướng dẫn của bạn Hùng, Mạnh Tùng đã biết cách để làm được những món đặc sản ví dụ như là thắng cố này, trâu nướng ống tre hay là món đặc sản truyền thống cơm lam. Cách làm thì đã biết rồi, nhưng mà thưởng thức thì không hiểu đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Mời bạn. Mời bạn. Mời bạn.
xin mời Mạnh Tùng sẽ thưởng thức những tiết mục múa của những dân tộc Tây Bắc. Đây là một gợi ý rất tốt mà Mạnh Tùng nghĩ rằng chúng ta cũng nên thử qua những món ăn hương vị Tây Bắc ngay tại thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho những ngày nghỉ chúng ta có thể quây quần bên người thân cũng như là thưởng thức thêm những món ngon. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.